Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Samsung vừa chính thức ra mắt Galaxy Note 8 và ngôn ngữ thiết kế trên bộ đôi S8 lại tiếp tục được mang lên sản phẩm này. Nhưng liệu sự cải thiện trên Note 8 có thực sự là nổi bật hơn và đáng để lựa chọn hơn chiếc Galaxy S8 Plus hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong clip này nhé. Đầu tiên là về thiết kế. Xét về tổng thể ngoại hình thì Galaxy Note 8 và S8 Plus có khá là nhiều điểm tương đồng với nhau khi cả hai đều được thiết kế nguyên khối với khung kim loại và hai mặt kính cong. Tuy nhiên thì màn hình của Galaxy Note 8 được thiết kế cong nhẹ hơn và bốn góc máy cũng được bo cong ít hơn, tạo nên một thiết kế vuông vức, nam tính và mạnh mẽ hơn hẳn so với chiếc Galaxy S8 Plus. Bên cạnh đó thì phần khung kim loại bao quanh Galaxy Note 8 cũng được làm cao hơn một chút so với phần mặt kính. Thiết kế này sẽ giúp bảo vệ màn hình tốt hơn khi vô tình bị rơi, cầm ít bị trơn hơn nhưng mà sẽ hơi cấn tay. Và khi mà xét về độ liền lạc thì rõ ràng là Note 8 kém hơn hẳn so với Galaxy S8 Plus. Về kích thước thì so với Galaxy Note 8 thì S8 Plus nhỏ hơn một tí. Cụ thể thì Samsung Galaxy Note 8 có kích thước là 162.5 x 74.8 x 8.6mm, trọng lượng là 195g. Samsung Galaxy S8 Plus thì có kích thước là 159.5 x 73.4 x 8.1mm và trọng lượng là 173g. Một số điểm tương đồng của cả hai máy như là khả năng kháng bụi, kháng nước chuẩn IP68, được trang bị nhiều tính năng bảo mật cao cấp như là quét vân tay, cảm biến móng mắt hay là nhận diện khuôn mặt. Không chỉ có thiết kế tương đồng mà cả hai máy đều như là có màn hình khá là tương đồng với nhau. Cụ thể thì Galaxy Note 8 có kích thước là 6.3 inch, tỷ lệ 18.59, độ phân giải Quad HD, tấm nền Super AMOLED và kính cường lực Gorilla Glass 5. Galaxy S8 Plus thì cũng tương tự như vậy nhưng mà kích thước màn hình thì nhỏ hơn là 6.2 inch. Có thể thấy là sự khác biệt về kích thước màn hình của Note 8 và S8 Plus chỉ là 0.1 inch, thế nên chất lượng hiển thị của cả hai máy là gần như là tương đồng với nhau, gần như không có sự khác biệt gì cả, và hình ảnh hiển thị được cực kỳ sắc nét. Tuy nhiên, như đã nói trong phần thiết kế thì khi mà để ý kỹ thì cạnh màn hình của Galaxy Note 8 được làm cong ít hơn so với S8 Plus để hạn chế tối đa việc chạm vào màn hình cong do ngẫu nhiên trong quá trình sử dụng. Và bốn góc máy của màn hình Note 8 thì cũng được bo cong hơn, tạo một cái cảm giác đồng bộ với thiết kế vuông vức của máy. Về cấu hình thì không có gì ngạc nhiên khi mà Samsung trang bị cấu hình phần cứng của Note 8 gần tương đồng với lại Galaxy S8 Plus. Cả hai đều sử dụng con chip Snapdragon 835 hoặc là Exynos 8895. Bộ nhớ trong là 64GB, dung lượng RAM của Note 8 là 6GB, cao hơn 4GB trên Galaxy S8 Plus. Nhìn chung thì với cấu hình phần cứng trên thì cả Note 8 và S8 Plus đều cho hiệu năng mạnh mẽ, tương đồng với nhau và dư sức đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng, từ các tác vụ cơ bản như là duyệt web, lướt Facebook, xem phim, YouTube đến chiến tất cả các game đồ họa nặng hiện nay mà không có hiện tượng giật lag xảy ra. Tuy nhiên, xét về khả năng đa nhiệm thì rõ ràng Note 8 vẫn làm tốt hơn khi máy được trang bị dung lượng RAM lên đến 6GB. Về camera có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai chiếc điện thoại này, khi mà Note 8 sở hữu cụm camera kép có độ phân giải là 12MP, trong khi S8 Plus chỉ có một camera đơn. Mỗi cảm biến trên Note 8 đều có chống rung quang học, gồm một ống góc rộng có khẩu độ là f1.7, trong khi ống tele còn lại có khẩu độ là f2.4. Như vậy, camera kép của Note 8 đem lại khả năng zoom quang 2x, zoom kỹ thuật số 10x cùng với tính năng chụp ảnh chân dung xóa phông đẹp mắt. Trong khi đó thì Galaxy S8 Plus chỉ có một camera phía sau với độ phân giải là 12MP, khẩu độ f1.7 cùng công nghệ lấy nét Dual Pixel ổn định hình ảnh quang học OIS. Ngoài ra thì Galaxy S8 Plus cũng có tính năng lấy nét chọn lọc, cho phép người dùng làm mờ một phần của ảnh theo ý muốn, tuy nhiên kết quả lại không được tốt so với Galaxy Note 8. Camera selfie của cả hai máy thì đều có độ phân giải là 8MP với khẩu độ là f1.7. Tất nhiên, điểm đặc biệt của Galaxy Note 8 với S8 Plus không thể thiếu đến cây bút S Pen đã làm nên thương hiệu của dòng Note series. S Pen trên Galaxy Note 8 được Samsung mang đến rất nhiều cải tiến đáng giá, như khả năng hoạt động dưới nước, hỗ trợ tới 100 trang ghi chú nhanh ở màn hình on-screen on, khả năng dịch nhanh từ ngữ hoặc là cả một câu dài, hỗ trợ tới 71 ngôn ngữ khác nhau. Về dung lượng pin thì Samsung Galaxy Note 8 có viên pin là 3300mAh, nhỏ hơn viên pin 3500mAh trên Galaxy S8 Plus. Vì có màn hình lớn hơn nhưng viên pin nhỏ hơn, nhiều khả năng là Note 8 sẽ có thời lượng pin thấp hơn Galaxy S8 Plus. Tuy nhiên, sự chênh lệch này là không phải là vấn đề lớn khi mà cả hai máy đều được trang bị khả năng sạc nhanh và sạc không dây. Nhìn chung thì Samsung Galaxy Note 8 và S8 Plus có khá là nhiều điểm tương đồng cả về thiết kế lẫn cấu hình tính năng. Tuy nhiên, so với mẫu Classic đầu năm thì rõ ràng là chiếc Galaxy Note 8 mới đã được Samsung bổ sung những tính năng vô cùng đáng giá như là thiết kế nhìn nam tính hơn, camera kép, chụp xóa phông ấn tượng. Thế nên thì chúng ta bỏ qua các yếu tố về giá thì rõ ràng là Galaxy Note 8 là sự lựa chọn mang lại nhiều ưu thế hơn so với người anh em ra trước của mình. Và nếu là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn Galaxy S8 hay là Galaxy Note 8? Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn ở comment bên dưới nha. Và nếu clip hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.